Anh em nào cần sạc pin nhé, em đang về lô sạc pin rất là hay này. Này đang test cho các bác này. Đây có một đôi nó rất là vừa miếng này. Cặp này là cặp 240SE. Đây là dòng loa Highway sở hữu bass 25. Và độ nhạy thì siêu khủng. Sạc pin Vega thì chỉ có những cái dòng SE ấy, và dòng DX là nó hay ghi thông số thôi. Còn những cái dòng còn lại thì nó không ghi thông số tem. Đấy, có mỗi SE và DX thôi các bác nhé. Đấy, em đang quay cho các bác xem này. Cái này là sở hữu tép kèn. Sạc pin có một cái rất là hay là ví dụ như dòng SE này nhá, thì 240, 250, 280, 380 nó đều sử dụng tép kèn này. Đấy, thế mới hay. Tức là các bác mua cặp này nó xinh xinh nhưng mà nó vẫn sở hữu những cái giải âm rất là hay của những cặp loa gấu. Đấy. Và đều dòng 2 dòng SE thì nó đều có mặt nỉ nhung này nhé. Đây các bạn này, đây là gỗ này, còn đây là nỉ nhung này. Hàng vừa về xong em đang test cho các bác xem. Đang test. Có thể là tí nữa em sẽ lên sóng để phối nó với một bộ nào đấy. Để trước mắt là test cho các bác nghe thử này. Em đang test một con âm ly nhỏ nhỏ thôi. Dòng này thì các bác đánh âm ly khoảng 80W là đánh được rồi. Cặp này rất là yêu các bác nhá. Nó cao khoảng hơn 60. Bề ngang nó khoảng tầm độ hơn 30. Cực kỳ chất. Ngoài ra thì em về được cả những cái dòng AT12 rồi D5. Đấy, rồi LX600, LX500, JBL này. Đấy, tiếp tục về tiếp nhá. Những cái dòng LX500 này giá cực kỳ tốt này. Đây này, em vẫn về thêm nhé. Đây này, thằng này nữa này. Diatone vẫn về thêm này. Bose CD2 có cặp này các bác nhé. Onkyo Diatone lúc nào cũng có luôn. Đấy, Jamo 77 Pioneer V12. Đấy, rất là nhiều dòng hay. Delong 890D về thêm mấy chú nhé. Anh em nào quan tâm thì alo luôn cho em này. Anh em nghe thêm một tí về con này nhé. Cặp này mà nghe rất là khí thế đây. Nó là dòng cho chất âm rất là mạnh. Đây là ghép chơi chơi thôi, thì em sẽ ghép bộ hoàn chỉnh cho các bác. Vậy thì tâm tiền rất là hợp lý. Đôi này em rất là thích anh em mà chơi khoảng tầm trên dưới 30m. Chơi đôi này tuyệt vời luôn. Rất là nặng. Rồi em test tiếp tục test nhạc, test hàng nhá. Trong tí em sẽ lên sóng cho các bác những cái bộ combo. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.